khoảng cách cột giữa nhà phố, đó là cách mà chúng ta bố trí cái không gian trong từng cái phòng. Ví dụ cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà 5m, thì mình đang bố trí cái không gian phòng khách nó là 5m, thì đây là cái khoảng cách của cái cột luôn. Đây 5m, thì khoảng cách từ cái cột này tới cái cột này nó là 5m, đó là không gian của cái phòng khách. Thứ hai, khoảng cách của cái cột này với cột này nó là 3m, đây là cái không gian của cái cầu thang. Và đây là 4m rưỡi, từ cái cột này tới cái cột này 4m rưỡi, đây là cái không gian của phòng bếp. Cái chỗ đằng sau này là 2m, đây là cái không gian của cái phòng vệ sinh. Và cái ở đằng sau nó là khoảng cách nó là 5m rưỡi, thì nó là cái không gian của cái phòng ngủ. Thì tùy thuộc vào cách bố trí kiến trúc mà chúng ta bố trí các cái cột làm sao để cho nó giấu trong cái tường, mà làm sao để cho nó chịu lực đủ, làm sao để cho cái công trình của chúng ta vừa bền vừa đẹp vừa có được cái thẩm mỹ cao.